Nhiều người vào hot khác. Giờ hot khác Rồi thấy rồi. đó, ba người mình nhật đó ba. Em kể hả? Tiếp 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 tiếp. Mẹ con gùi lồn này. Anh bà không thấy đâu, hồi trưa em chơi kìa, 10 thằng nó dí quanh Mười 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 con đó hả? mười thằng nó dí quanh cái nhà vậy đó, Có nè mày không? một mình em chống chọi với tụi Vô vương nhà hết. Đáng lẽ là bữa nay về sớm rồi. mưa. Không phải bị bác sĩ mắc ma nữa bằng nó muốn điên được. Vô chưa anh? Ủa anh đang đứng đầu à? Không biết ngỡ là ăn vô. Phạt của đời Ủa, cái thương của anh đâu rồi? Cái địt của mà. hôm qua anh chọi ra rồi mà, Chạy đâu? hôm qua anh chọi nó chết rồi, anh giục luôn cái thương, anh có đi kiếm ra cái thương đâu hả? Chết mẹ rồi, hèn chi. Nè, để em trả lại, em làm cho. Nhấn lúc nào để cất cái quạt vậy? Hay là Chỉ anh lời, chỉ lời. ok Nè em trả anh cái thương ghẻ nè anh. Ủa, cái này kỳ vậy? Cái cây đó nó hơi cây đó nó hơi chi ra anh chút anh. Rồi để em đưa anh nguyên liệu anh làm. Là né đâu. Cái nó đi, ta đi múc nước. Nè anh, vậy để em đưa anh cây thương của em level cuối luôn nè. Nước nấu nước. Nè anh, cây thương của em nè. Sau lưng. Đừng tiếng em. Đó. Ok, cảm ơn em. Nãy là anh em. Ủa cây thương gì có cái bình gì đó vậy? À, cái đó tăng tốc đánh đó anh. Đủ. Căng Ê, sao nó đi được chậm quá rồi. vậy? À, sao? Tao kiếm anh ba, tao lụi anh ba cái mới Thôi 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 thôi, đói lắm rồi, đâm chết đó. được. Đâm chết thiệt. Ủa mình lụm cây đá nè, mình đi lụm đá gì lại cây đi. Tập đi anh. Rồi chuẩn bị tối rồi đó. Nhấn E để bỏ vô hả? Nhấn E gì anh? À đúng rồi, nhấn E để bỏ vô, đi lượm nhấn E bỏ vô à. Đó, mình đặt được mới rồi nè. Vậy ba canh mình bấm trừ đi em. Có hai nút cái gì? Bấm một lần nghe bấm một hai nút không chịu được. Ăn lẩu thịt. Trời ơi. À, có chừng mấy thằng da xanh nha, mấy thằng da xanh nó trâu hơn mấy thằng da đỏ. Da nào cũng giết nó hết á. Ủa con tiếp bên kia, tiếp bên kia. Con này giết cũng Ê. được. Được. Con lông đó, con lông. Mình nhật để ăn bậy bạ, mình nhật đau bụng đó. Ngất đấy. Ai biết đâu, mẹ thấy có gì ăn được ăn luôn. Bậy bạ là ngất đấy. Dán lúc nào đặt nước vô vậy? Chưa chưa đợi chút, đang 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 có đồ. Trời ơi, mình nhật kịp, mình nhật hơn, nãy nó đứng ngoài nó chờ mình nhật ngoài luôn kìa. Đâu? Thằng lồn nào đâu? Từ từ ăn no, ăn đồ, ăn uống cái. Em uống gà thôi đời nó luôn. Ăn lúc nào vậy? Trời Trời ơi. ơi. Đỡ cũng xỉu vậy nè. Ê, không mèo phải không? Mèo không được. Rồi, ăn lấy cái nồi đi. Đây. Chết tôi luôn rồi. Đã, em để thịt vô rồi, từ từ. Kìa, nghe tiếng gì không? Đó đó. Giờ đói quá à, chưa không có mở mẹ thằng cửa lại với chết mẹ đó. Anh ơi, anh ơi, lòng chính nè. vậy anh ba. Cái đồ mày vậy? Này, ơi lửa nghe con lửa đó. Ui.
Ồ má mẹ cho thường non nó có tiền không. Đồ má thằng lòn này gắn nhiều cái tay sau lưng nhìn chiến ha. Cái tôi cơm lòi rồi. Nào. Đi vô thằng má đỏ đầu rồi, Rồi sao? Đồ ăn rồi anh em. Từ từ em nắc quần máu cái. Lạnh là vô Thảo ơi, lạnh quá lạnh. Có gì ăn không em yêu? Từ với anh trai. Sửa lại cái nhà cái nó đơm cái nhà hay đau. Thằng cung bắn ở trong bắn ra được không ta? Được chứ mà không có góc bắn. Ở cửa này em chơi đó luôn, mẹ đó. Hết máu rồi. Uống nào được ta? Máu là cây nào vậy? Cái bình nhỏ nhỏ nè, gan cái chai gì đó lấy anh hít hồi nãy á. Bình màu trắng trắng nè, bình nhật. Bình màu trắng trắng á, bình nhật. Anh em muốn chơi khô máu không? Ê, sao có cái đó vậy? Đã gì? Anh ba lấy bình rượu, anh ba với thêm miếng vải đó, cầm bay ra. Mới uống hết rồi. À, uống hết rượu rồi. Bây giờ chơi luôn nè. Cái đó anh tăng tốc độ chém với anh chọi nó cháy ra lửa. Anh ba mới xin em ạ. Thôi để giác nó vô. Lấy xương đi, gom xác nó vô lấy xương làm giáp xương. Hết xương rồi làm giáp xương sao không? Bỏ dải xương vô. Mấy dải? Dải anh ba cái nhét xương với dải vô chừng nào nó thể cái dấu combine thì anh ba cứ làm thôi. Không biết nữa cái gì á? Ê anh em ơi, đủ má, thằng lồn này nó xanh lè anh em ơi. Rồi, bên nhà cả ngoài đó. Ê, em ở cửa. À thấy rồi, con điểm mẹ rồi. Chiên lắm. Hợp đó. Để tới thông từ phía sau. Con điểm mẹ đỉ mẹ này. Đỏ trời mà hình nha. Không phải, con điểm nè mới xiên chúng đích tôi á. Đù, anh bắn con gái chứ á. Nè, xiên lấy viên đệ. À, đéo hiểu luôn. Hả, cái giá. Nít mẹ, cái giá. Đéo tin được. Không phải tôi. Ây da đó. Má mẹ đính cho xin tới luôn. Tại mình giờ cứ đính đó em xin nhầm. Mình đi ngủ được chưa? Ủa sao tao làm không được chứ anh? Tính nó ra anh giáp xương nè. Thì nó là cái giáp xương đó anh ba. Ủa sao tao mặc vô chưa Thảo? Chưa anh bấm chuột chuột phải vô là nó mặc á. Chảy chứ. Thôi đừng đơm nữa, ngủ đi. Giúp nó luôn chứ. Là khát máu phải lồn. Giúp nó luôn chứ. Gà đơm đó, Gà kì. Đi đồng quá bây, vô đồng quá. Chơi đi. Né coi, phóng cái coi. Ê, đút nhà rồi. Rồi. Mày né. Lăn nè. Ê nhà ê cái là giáo của anh phóng cái mất tiêu luôn hả? Lụm lại được anh. Nó đâu lụm? Giác được mấy thằng ta. Nè anh chọn nó đâu thì anh lụm ở chỗ đó. Anh phóng cái ào vô bức tường nè, giờ không thấy nữa. Rồi luôn, tốn cái giáo xương. Ô. Ê, lụm xương anh em ơi. Lẹ đi. Ờ, phun nè. Tầm 2-3 ngày nữa kìa.
hai ba ngày nữa nó có cái con boss. Hay anh có chết mày chưa. Ấy thằng lấy giờ tao ẩm lên cho trên cái nhà của mình tối ôm mới ngủ chứ. Tục này chỉ là mới mở đầu thôi, còn mấy con khác nữa mình đáng sợ lắm. Vậy là mình cái con này nó không, cái con đó nó không có cái đầu mà nó có tới 6 cái tay lận. À, vậy là mình không có đi cảnh khác không, mày ở đây hoài luôn phải không? Có, tao đi khám phá từ từ chứ. Được rồi, làm nhà khác hả? Không, anh ba chuẩn bị tài nguyên thôi, chúc ba đi. Đi tắm. Không. Ừ. Không tắm là không cho ngủ nha. Ủa sao vậy, mình không tắm mình bị gì không? Mày dính máu anh. Dính máu mình bị gì? Mày nó kéo tới đồng nó hỏi thăm mà thôi, xương xương đó. Ở vậy thôi hả? Trời trời, mình em hồi trưa nó dí mình em đó. Làm sao, vợ anh em mình đông mà, có con gặt gì đâu. Ê, mình dịch cái này thế ai? Hả? Có chứ, múc nước rồi. Nó làm chỗ đựng xương nè. Chưa, ta múc hồi nãy rồi. Ờ, cái chỗ đựng xương là đây. Sao có ai ăn uống gì không? Ai ăn tự nấu nước nha. Rồi. Ngủ đi, về, đóng cửa, đóng thành. Mình giật ơi, vô lại anh ơi. Ủa gì anh mày nấu cái này? Cái gỗ vô mà để... Bà để xương á, xương á. Chạy lại đám lửa. Lụm xương đi. Xương lụm cuốn rồi. Mình giật. Cái xương làm hai cái rồi, làm gì nữa? Làm mắt cây luôn á, cái cây không, cái mắt cá ngoài á bà. Để được 2-3 cái mà. Đó rồi, về xương làm sao vậy? Anh bấm chữ Y ngắn, anh chỉ vô xương. À, 6 cái xương, 3 tấm vải. Sao ba biết đam cao? Nó có để đam nè. Cái đam luôn. Ê thằng Ford này là thằng nào vậy? Anh ba đó. Cầm cái bình nước là gì cầm vậy ha? À, nấu nước, nấu đồ ăn. Ủa cái quyển sổ nháy lúc nào để mở lên? Chữ B, chữ bờ, chữ bờ đó, chữ bò, chữ bờ bò. Anh lướt từng trang á anh. Khoan, lấy miếng thịt cái đã. Không có nhớ. Em có thịt nè, để bỏ thịt vô cho. Đẹp. Ê sao mình không làm giường đi? Đây là cái máng đựng nước đi bạn. Em rồi, làm rồi, cái nè. Cái máng nước là phải đi ra cạch rùa nữa. Cạch rùa cái đệm mưa xuống năm phút. Có anh em nào đói không? Không anh. Nè, ăn xong cái lên tủ. Từ từ để em chạy ra em đặt cái bẫy coi. Đù má, bẫy chất nổ luôn. Ghê vậy đồ. Tôi ăn luôn rồi chứ. Ê mình làm tín hiệu hết đâu hết đi, lỡ có máy bay thì ngang rước mình á. Không, nó không rước đâu. Cái trò này nó không có rước anh. Anh phải đi khám phá nguyên cái hầm nữa kìa. À, tạo cho vui thôi đúng không? Đúng rồi. Cảm giác hiện tại đói. Hồi đó quá, lên ngủ giấc đi anh. Lên ngủ à. Chút nữa ta làm rượu cho anh ba uống. Ủa đồ ăn đâu rồi? Trên đây nè anh. Trên đâu? Vì anh đâu? Sao em, đồ ăn đây đúng không? Anh lên trên đi anh, để em lấy đồ ăn lên cho. Ok, anh lên ạ. Cái đó để ba đựng cái xương á. Cái cao lên nữa được không? Không. Muốn cao để cái khác nữa. Ăn đi anh. Rồi kìa. Bình Nhật, ăn đi. Mình chết. Đâu? Kìa. Khuya rồi, anh em đi ngủ đi.
Dạ qua gió rồi. Rồi được rồi, ăn miếng rồi nha. Rồi ngủ đây đi anh, em ra ngoài em ngủ chứ. Anh ba em bên Nhật ngủ, ngủ chung đi, em ngủ ngoài. Sao lên tao bên Nhật ngủ luôn rồi. Em có cái giường nhỏ nhỏ ở đây em nằm ngủ cũng được. Sao? Sợ gì đó mà nhạc. Gì quen? Cầm nhìn tục. Cảm gì đâu. Ai sáng ai. Đi xuống đi. Uống máu qua đâu chi liêu chèo. Uống nước ở đâu ạ? À? Uống nước à, để đi nấu nước này. Để anh đi múc nước. Kinh công. Để anh đi lụm đá cho ha, nấu nước đi cho anh uống với anh lụm đá anh thuê nhà. Đây đây tôi lụm cây. Đi anh em mình chuẩn bị dắp xương cái qua cái hang kế bên nhà này là anh em mình đi không khá. Ok nhưng mà anh muốn lụi em ra thử quá à. thôi bậy bậy này được ra anh ra thèm bái luôn chơi đi anh này có gì này không. Ủa cái này đi 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 làm mà sao ở nhà đi Quyền, đi làm mà về đó chứ. Ôi mê lên lại hả? Ừ và là chiều cây gió à. Gì nữa? Cây bác sĩ. Súng đạn. Thấy mình hiền hiếp mình. Ê, thuốc đây còn dư nè, ai lụm thuốc không? Lụm đi em ba, lụm đi về cắt tủ nha. Về cắt tủ đi qua lụm tiếp. Ủa mình lụm được tối đa mấy cục đá trong người vậy? Hình như 6 cục hay 5 cục vậy. Phải không? Đốt cái lửa ngoài này ghê vậy. Em đốt. Tại vì hồi ê Quyền ơi, mới bắt chín con thỏ Quyền ơi. Con này thấy con thỏ không? Đem về làm thỏ một nắng đi ba. Nào con này nè, cái này là cái gì? Con nào anh ba? Con nào đâu? Gì anh rồi, gì anh rồi. Nào em đây. Đúng rồi, bóp cổ đó, bấm chuột, bóp cổ đó. Bấm lúc nào không để cái cổ. Rồi đè đi anh, lột da đó. Rồi sao nữa? Rồi em lấy cái... em lấy thịt thỏ rồi nha. Em về em phơi. Rồi em lấy cái đầu thỏ làm gạch gì đây? Lấy để đấm anh ba. À ok. Ba rồi. Thôi đồ thiết cái cậy đầu lâu tôi đau lắm nha. Ai ai đau. Đừng anh. Đừng làm bậy. Cái cậy đầu lâu. Đó hết rồi. Thôi hết rồi thôi. Mỗi ngày cũng có à. Kèo đâu ra. Đây. Anh nướng cái đầu thỏ rồi. Cái nướng cái đầu thỏ được à. Ê nước uống ở đâu vậy? À nước uống hả? À. Đây em làm cho. Ở cái mu gùa đúng không? Từ có trời mưa không? Có trời mưa rồi. Em rót nước ra. Chưa giờ trời không mưa cho nên không có nước uống rồi. May gồ không có nước luôn. Ồ, qua đây nè anh. Trời má tôi bính cái người đứt cái đầu luôn. Đứt cao. Thôi uống nước đi anh, em để cho anh cái xô đó đó nghe. Đâu cái xô đâu? Đâu? Đây nè. Chỗ đống lửa đằng đây anh. Rồi uống nước nào? Uống nước e à? Từ từ, nước chưa chín, uống đã bụng. Lùng lầy chim bốn cây dài dữ ta thức lâu chín chứ chạy đâu anh ba đâu anh ba đâu rồi đây cây cũng đâu. Ủa ba đâu rồi, ba đi tút kia hả? Anh em tới rồi. Ê, đừng. Đừng bắn. Đi tới giờ. Không bị gần nó chạy đi.
đâu con nào đâu con nào đâu con nào đâu bắn đi anh bơi bắt buộc tôi bắn này con đó con gì vậy. Hey đủ má anh phóng nó không có phê luôn hay đâu. Đập không có. Trong cái gậy đập nên. Ê, no. Trong cái gậy. Rồi gực cái đồ bụi. Rồi. Bây giờ không làm gì cả. À ba đừng có vũ nó lại cái nhà nó đập bể nhà đó. Chính nó giật tao rồi tao. Nè, chạy hết lưỡi rồi. Mặt ê, mày ơi. Gì? Cái gì nó chí vậy? Cái gì kìa. Ê, xuống nước đi, nó đâu làm gì được mình đâu. Nước đi. Con này nó chết dưới nước anh. Nó ngu lắm, nó không biết bơi đâu. Ê, chết bị mẹ mày. Ê, cái gì vậy? Không nói đâu, nó quýnh gãy cây luôn á anh em. Tiếc mẹ mày. Nè, mày làm cặt gì tao? Ôi, làm cặt gì ta? Làm cặt gì ta? Làm cặt gì ta? Chạy ơi. Thả ra đi ơi. Đừng cái thằng lộn nó nữa. Không mất tiêu cái giáo luôn rồi, với anh ơi. Em nó đi rồi, nó đi rồi. Em không mất tiêu cái giáo nó này nè. Nó nhanh kìa, nó mạnh. Nó giờ cầm cái cây được ăn nó chứ. Và đây nè mày, bố về đây nè. Ê anh em mới quýnh chết con này nè anh em. Khoan làm 7 đi hả, kêu làm 7 cái thật chứ kìa. Nè mày. Gì? Mới quýnh chết con này nè. Thôi quýnh chết con kia nó mới ghê em ơi. Không ok. Ây rồi. Bắt tột nữa. Nó hung hăng quá. Đáng sợ. Ê gì? Vì anh em nướng con này cho anh ăn được không? Đi quà. Con mình béo á. Anh ơi xong rồi. Cái gì? Nó qua mày hay gì? Cái chuyện nó gì? Nó đi rồi. Không mà. Em cắt đầu ông Bạch Tuột rồi. Ông giết nó luôn hả? Rồi. Cái gì hả? Thôi một đống quý tên nữa. Mang thịt tới vậy. À cái này làm được cái giáp quỷ nè. Làm đi. Qua đây cắt da nó. Mấy anh phải cắt luôn. Còn những cái chỗ này gần với cái hang tử thần á vậy. Ê gì anh ơi, anh đang giữ gờ vô cái nước á gì anh? Đó anh. Không có nướng thịt được hả? Đủ nó chơi luôn cho vui. Kết rồi. Lộn. Tại em nhanh quá, sorry. Bịch, đây con thịt có quỷ nè, quá thẻo thịt nó đi. Đang lại. Rồi làm sao? Nè. Có cái dao quỷ. Ê mưa ơi. Rồi sao? Lấy con miếng vậy? Để con miếng mở y lên, anh đeo nó vô. Cái này hả? Đúng rồi. Rồi, Minh Nhật lại lấy cái giáp quỷ nè Minh Nhật ơi. Đâu. Rồi, cái xác rồi đến sau đây nó ấy sao? Kệ nó. Không có sao đâu, chút nữa có mấy thằng thổ dân tới ăn à. Dạ, Minh Nhật ơi. Ủa, gì anh quýnh chết mà tụt luôn hả? Tự nhiên. Chết rồi. Ghê vậy? Mà bao nhiêu mũi tên mà giả? Hả? Hết mũi tên luôn, bắn hết luôn á. Hết rồi bắn không trúng cái xác nào như vậy? Đủ. Dịnh mà tổ chí rồi. Ê thịt của nó ngon không? Không cái này là cái giáp với anh đeo vô cái da thôi. Cái giáp đâu? Bấm chi ngắn. Rồi. Đeo miếng thịt anh mới cắt hồi nãy lên. Anh đeo rồi đúng không? Nhìn anh coi. Anh đeo rồi. Mình nhặt rổ vui đồ mới à, nhìn xịn vậy. Anh đeo ơi. Tắt cái bộ đàm đi anh trai. Làm cái bẫy. À nó đập được vô cây sẵn hắn chứ. Cái rồi chị tới nữa rồi. Quảng hết. Đừng có đi vô trong cái cây này nghe chết á. Còn đó chỉ là... Nguyên ơi, Nguyên. Dây. Vô đây xả thì chết không? Cái nhỏ tiếng gì này không nè. Thôi coi nè. Ê.
bốn cái bảy làm sao mày. Ê, thử dần anh em ơi. Thử dần. Dụ vô đây hả? Dụ nó chạy vô nó đập chết luôn á. Anh ba đừng có đập vô nha, nó chết á. Anh ba nó đập, anh ba chết luôn á. Đừng đụng cái này nha, đừng bao giờ đụng vô cái. Ôi ơi mà. Giật ngu. Ba thằng anh em ơi. Vô đây. Giật ngu này. Nó chạy ra kịp rồi. Ôi anh ba, chiến em anh ba ứng. Có, chạy chuyền chúng nó. Chặt cái đầu mày. Chí dính combo tử thần của tao chưa? Nó chạy vô nhà kìa, nó chạy vô nhà kìa. Nó ra kìa. Mày. Ủa, nó nhật. Ấy. Mày. Dính với tao. Mày thiến cái lung chứ. Sao lưng. Anh ghét cái lung này, tao thật á. Giác đi luôn á chứ. Bây giờ thấy độ là giác nó đi kìa, đẹp hả? Dừng đây đây, chúng đó vừa đấu gì còn coi. Lẹ nơi ba thằng kìa. Ba bốn thằng gì lại đây. Ê, nó cầm cái gậy ghê lắm. Đi vô. Hối cạch. Ê, con nó nhận cái đau quá chạy. Nè, đủ quá. Mày tuổi lồn. Tuổi lồn. Cứu, đỏ đầu rồi. Ăn máu cái. Thế nè, làm sao? Ui, đi vô rồi, đóng cửa lại đi sợ quá à. Đây anh nói nghe nè, anh có thịt. Ủa cái cửa đâu mất tiêu anh? Đây anh. Vô. Đây nói nghe nè, có thịt ở trong này nè. Thịt tươi còn sống nè, sử dụng sao vậy? Đem nướng đây nè. Còn gì đóng lửa gà. Quăng sao, lúc nào? Bấm xe á. Từ từ để em bật lửa lên ngay. Xương nhóc trơn nè. Sao này uống được hảo mét nè. Ba phôi này. Làm sao vậy, thế nào? Rồi chết thằng cái ngoài này anh ơi. Gà tiếp dành chứ. Nó bảy đập chết thằng này. Ở đâu? Nè. Đây nè. Đi. Giác cái về. Chiến nó phỏng anh em ơi. Anh đang thịt về cho anh em đây. Anh Nhật ơi, thử món thịt ngượng anh Nhật. Không. Đi, người ta có xin biết nha. Không ăn thịt cười. Cái gì?